Xin chào tất cả các bạn đến với học online. Hôm nay mình sẽ nhận các bạn đàn cover một bài là tác phẩm Là Anh, một ca khúc nhạc Hoa, lời Việt rất là hay. Đó, bài này được viết ở dòng rê trưởng ha. Đó là có hai dấu thăng là pha thăng và đô thăng. Đó, tới hai nốt này các bạn nhớ đàn thăng cho mình ha. Rồi, bài này mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách intro ha. Và bây trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn đàn kiểu intro theo bài gốc trước ha. À, bây giờ các bạn nhìn ha, rê pha thì tay trái các bạn sẽ đàn rê, và bài này các bạn sử dụng chỉ có 3 hợp âm thôi và lặp đi lặp lại hết bài: rê trưởng, rê pha thăng la, la trưởng, la đô thăng mi, si thứ, si rê pha thăng và về lại son. 4 hợp âm các bạn ha, 4 hợp âm lặp đi lặp lại. Đó, các bạn cần nhớ 4 hợp âm: rê trưởng, la trưởng, si thứ và son trưởng hết ha, rất là dễ các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ đàn theo bài gốc nè. Đàn theo intro của bài gốc ha. Thì rê, rê pha người ta đàn theo quãng ha. Quãng xa, dưới này nhấn bát, trên này nhấn nốt pha. Đó, dễ nhớ các bạn ha. Thì mỗi hợp âm là đàn hai ô nhịp. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 dễ các bạn ha. Rê pha, là đô, 1 và 3 ha, 1 và 3. Đó, đi theo âm 1, 3, 1, 3. Đó, chỉ đàn quãng xa thôi các bạn nhớ ha. Đô, mi, si, rê, son, si. Đó. Rồi, đó là intro của cách nhạc gốc. Rồi, bây giờ mình sẽ intro theo kiểu điều ballad ha, nhẹ nhàng. Bạn nào thích phong cách ballad, mình thì thích phong cách ballad nhẹ nhàng thôi. Thế các bạn chỉ cần nhấn hợp âm thôi. Hợp âm rê trưởng nè, cùng nó là một, mỗi hợp âm là hai ô nhịp ha. Rê trưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 là đôi. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Đó, đây thì các bạn chỉ cần giữ hợp âm thôi ha. Cũng rê pha luôn ha. Đó, là lần bây giờ mình đàn nè. Mình đàn theo dẫm pedal cho các bạn nghe này. Intro theo phong cách ballad nhẹ nhàng ha. Đó, hai cách intro các bạn ha. Và các bạn thích chọn cách nào, thấy nó phù hợp thì các bạn chọn ha. Rồi bây giờ vô phần lời ha, các bạn vô. Rồi mình sẽ đàn câu thứ nhất. Cùng bên nhau mai sau, rồi là rê 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 rê, là rê 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 rê, là pha 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 pha, là đô 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 đô, là mi 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 mi, si rê 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 rê, si si rê 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 rê, son fa son rê rê đô rê, si la son fa. Đó, rồi qua câu 2 cũng như vậy, đã từng khóc xuyên qua đêm, rê là rê 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 rê, là pha 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 pha, là đô 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 đô, là mi 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 mi, si rê rê đô rê, si rê rê đô rê, son fa son rê rê đô rê, là rê rê mi rê rê mi rê. Đó, các bạn tập hết cái phần là tay phải cho phần lời.
phần solo nhé, rồi phiên khúc đó, xíu nữa phần điệp khúc mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi bây giờ vô tay trái ha, tay trái bài này dễ lắm các bạn ha. Bài này đàn theo kiểu rải ballad nè. Rê trưởng ha, rê trưởng các bạn rải. Rê là fa 1 5 8 10. Đó bài này ứng dụng công thức vào nhớ ha. 1 5 8 10. Đó còn những bạn học bài bản thì các bạn sẽ biết rải theo như thế này ha. Rồi rê trưởng. Rê là fa là rê là đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì qua ô nhịp mới thì các bạn đếm lại ha. Đó mình đếm 8 thì các bạn dễ hiểu là nó kéo dài trong vòng 2 ô nhịp. Cứ qua ô nhịp mới thì các bạn lại 1 2 3 4 1 2 3 4. Rồi la trưởng. La mi đô thăng mi la mi cũng tương tự. Rồi tới si thứ. Si thứ có pha thăng các bạn ha. Si fa si fa re fa si fa. Rồi tới son trưởng. Son re si re son re. Đó, thì cái các phương pháp này ha thì bạn có thể tham khảo trong cuốn giáo trình là 30 ngày tự học piano cover solo và đềm hát ha. Giáo trình này là dành cho người đã có căn bản ít nhất từ 6 tháng tới 1 năm trở lên mới được học được giáo trình này các bạn nhé. Thì trong này có phần nhạc lý nè. Đó. Và phần hợp âm bằng hình ảnh. Những bạn nào mà chưa học hợp âm thì cũng có thể bắt đầu học với cái quyển này, hợp âm bằng hình ảnh luôn ha. Và sau đó là các mẫu rải, các thế bấm nè. Đó, hợp âm đảo, đó, các rải hợp âm. Các thế rải từ cơ bản tới nâng cao. Đó, đây ha. 14 kiểu rải cho điệu ballad piano và các điệu khác như điệu tango cha cha cha, van, slow rock. Đó, đây ha, các mẫu rải để các bạn áp dụng vào một bài mà có hợp âm bất kỳ đó. Đó, để ứng dụng ha. Đó, và các tác phẩm thực hành. Đó, để các bạn nhìn vào các bạn thực hành. Và mình có soạn cả khóa pha và khóa son và cả hợp âm để các bạn có thể đàn theo kiểu cover hoặc đàn theo cái bài mình soạn sẵn đều được nhé. Mua sách thì các bạn liên hệ có thể nhấp vào đường link hoặc liên hệ trực tiếp với số phone mình để trên video ha, để các bạn có thể tham khảo cái mục lục của quyển sách này. Rồi bây giờ mình sẽ ghép chậm vào nhé, ghép chậm vào các bạn nghe này, là re 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 ha. Mình sẽ vừa đọc vừa sướng âm lên để các bạn nghe ha. Là re 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 re. Xong phần phiên khúc. Rồi bây giờ các bạn sẽ vô phần điệp khúc ha. Rồi các bạn tập tay phải trước ha. Mi fa, bài này đảo phách ha, ứng dụng đảo phách rất là nhiều. Mi fa, mi fa, mi fa. Rồi chậm các bạn ha. Mi fa nhịp, mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, re, đô. 2, 3, 4. Do si do si do si do re si.
Si do si do si do si do re. Son son fa son 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 fa son fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa re do. 2 3 4 do si do si do si do re si. Si do si do si do si do re. Son son fa son 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 fa. Đó, bài này tới đó là hết các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đàn tay trái thì vẫn như vậy ha, không thay đổi cái cách đàn ha. Đó. Rồi các bạn có thể đàn ngón số 3 ha, để các bạn khỏi phải rướn tay nhiều. Đó, có hai cách, một là ngón số 2, hai là ngón số 3. Các bạn chú ý nhá. Rồi bây giờ khép chồng nè. Mi fa mi fa. Mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa re do. 2 3 4 do si do si do si do re si. 2 3 rồi si do si do si do si do re son son. Bài này thì nó kết bài, nó chỉ đàn tới đó thì nó kết bài luôn ha. Là bà cần về re, giữ re là kết bài. Đó, mình cái hàng cuối này. Son 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 fa. Son 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 fa. Đó là hết bài nha các bạn ha. Đó, như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn xong các bạn cover bài là anh ha. Các bạn cố gắng tập càng nhiều càng tốt ha, mới có kết quả tốt được. Bạn nào đàn xong được thì các bạn có thể chia sẻ lên nhóm Từ Học Piano của mình ha, để các bạn có thể chia sẻ và nhận xét với nhau ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.